Đây là kem chống nắng dưỡng trắng da Mikirex Awa Sun Cream SPF 50 cộng. Thì với cái dung tích là 50ml, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 đến 5 tháng. Giá của sản phẩm là 345.000 đồng. Xuất xứ từ Hàn Quốc. Thì sản phẩm sẽ giúp làm trắng sáng da, chống nhăn và bảo vệ vàng da trước ánh nắng mặt trời. Cách sử dụng như sau: khi đã sử dụng những sản phẩm dưỡng da xong thì chúng ta sẽ lấy một lượng sản phẩm vừa đủ, chấm đều 5 điểm trên gương mặt của mình. Sau đó chúng ta sẽ tán đều phần kem ra. Vì cái sản phẩm là dạng sữa cho nên sẽ giúp thẩm thấu nhanh hơn và da của chúng ta sẽ không bao giờ có dầu, thoải mái mềm mại hơn và khô thoáng suốt cả ngày.